Hello, hello anh chị em thương hướng dẫn anh chị em chúng ta rút tiền từ Blockcan Bao sang Binance để chúng ta thực hiện thao tác là rút về tiền Việt nhá. Đầu tiên thì chúng ta phải nhìn thấy là trong các cái phần đi app ấy, nó sẽ có hai ví, một cái là ví ngoài, một cái là ví trong. Em thường đăng cho mọi người xem là xem ở cái ví ngoài nhá. Bây giờ muốn rút tiền muốn rút chuyển tiền từ cái ví ngoài này ra bên Binance, chúng ta phải thực hiện thao tác là nộp tiền từ ví trong ra ví ngoài. Và chúng ta sẽ ấn vào khám phá. Trong khám phá chúng ta ấn vào Broken Bao và chúng ta đăng nhập vào Broken Bao. Rồi trong cái mục này thì em thương sẽ ấn vào trong cái mục tài sản. Trong mục tài sản này thì anh chị em có thể thấy là em thương đang có 23 USDT. 23 USDT này là em thương đã bán, em đã vào OTC nhé, em bán từ USDB sang USDT và hiện tại là đang có USDT. Và em sẽ làm rút thử để cho mọi người xem là thanh khoản rút ở bên Broken Bao ra ngoài có ok không nha. Rồi em nhập số tiền, rút. Này là rút từ ví trong ra ví ngoài anh chị em nhé. Ở trong cái phần thao tác bên các ví đi app á, nó đa phần là nó sẽ dùng, nếu mà giờ mạng lưới chuỗi BEP20 thì nó sẽ dùng đồng BNB. Còn nếu mà mạng lưới chuỗi Ethereum này nó sẽ dùng cái đồng ETH, hay là Solana thì nó sẽ, chuỗi Solana thì nó sẽ dùng là đồng Solana. Và chúng ta nhập mật khẩu. Sau khi em nhập mật khẩu xong chúng ta sẽ ấn vào xác nhận. Đó. Chúng ta phải trừ 0.003 BNB. Rồi, nộp thành công ra ví ngoài chị em nhé. Bây giờ ví trong chỉ còn có 7,4 đô. Rồi, bây giờ em sẽ thoát ra, ấn vào dấu nhân trên cùng bên trái, em thoát ra ví ngoài. Vào tài sản. Rồi tài sản cuối cùng. Rồi. Anh chị em thấy chưa? Hiện tại là đang có 24 đô ở trên ví ngoài. Và bây giờ em sẽ thực hiện giao dịch là gửi chuyển. Ấn vào gửi thì chúng ta chuyển cái đô này sang Binance để chúng ta thanh khoản. Chúng ta ấn chuyển khoản. Rồi trong mục chuyển khoản này chúng ta phải sao chép cái mã ví từ Binance. Chúng ta phải sao chép mã ví từ Binance. Và vào đây thì chúng ta nhập vào. Vào Binance thì chúng ta nhập vào ví, đăng nhập vào ví. Xong chúng ta ấn vào chủ phần nạp. Trong phần nạp đấy thì chúng ta sẽ chọn loại token. Đó là USDT. Và chúng ta chọn mạng lưới chuỗi nhé. Chúng ta chọn mạng lưới chuỗi BEP20. Rồi sao chép địa chỉ. Chúng ta qua lại token pocket, chúng ta dán mã ví vào. Địa chỉ ví vào. Đấy, cái dòng đầu tiên là dán địa chỉ ví đấy. Sau khi dán thì chúng ta sẽ nhập số lượng USDT chúng ta cần chuyển. Em nhập 22. Rồi, ở đây có 3 mức phí, nhanh chậm và trung bình. Thì nó đang đề xuất cái mức trung bình cho mình. Rồi em phải chọn cái mức này. Khoảng là 0.02 đô. Chị em nhé, phí là khoảng tầm 0.02 đô. Rồi em xác nhận. Rồi. Em xác nhận thanh toán. Sau khi em xác nhận thanh toán thì chúng ta sẽ phải nhập mật khẩu ví. Đấy, yêu cầu chuyển khoản đã thành công. Rồi chúng ta chờ một lúc. Bên Binance nó sẽ có thông báo là đã nhận được khoản tiền và nó sẽ tiến hành xử lý, anh chị em để ý. Và nếu giao dịch cùng chuỗi thì nó sẽ rất nhanh. Đấy anh chị em có thể thấy không? Các biểu tượng của Binance ở trên trên cùng của bên trái đấy. Em thường vuốt xuống cho mọi người xem. Đó, xử lý tiền gửi USDT, khoản tiền gửi 22 đô của bạn đang được xử lý. Đấy, khá là nhanh anh chị em ạ. Anh chị em để ý mình khi mà sao chép mã ví chúng ta chọn đúng mạng lưới chuỗi nhá. Có rất nhiều mạng lưới chuỗi. Đó, anh chị em thấy chưa? Và khi mà nó xác nhận thế này khoảng tầm không đến phút là sẽ xong thôi. Ồ, xong rồi đấy anh chị em, nhanh quá luôn hề. Không đến 1 phút đâu. Em cũng thử làm xem là cái việc mà rút tiền ra nó như thế nào. Thì bây giờ đã làm được nhé. Còn anh chị em nào chúng ta muốn thanh khoản tiền mà chưa biết thao tác ở trên Binance thì chúng ta có thể vào trang YouTube của Thương Sứ Thanh. Em có đăng cái video về thanh khoản đồng USDT sang đồng tiền Việt của mình rồi nhé. Rồi, chúc anh chị em buổi tối tốt lành. Bye bye.